Ứng dụng sản phẩm DLC thì chúng ta biết cái nào có đạm, cái nào có vitamin, cái nào có khoáng chất, hay cái nào có nhiều chất béo, cái nào có nhiều chất xơ. Chất đạm thì trong sữa có nè, trong tảo có đạm ha. Vitamin C rồi canxi, sữa cũng có canxi, trong canxi cũng có canxi, trong tảo cũng có canxi. Rồi dầu cá nè, bổ sung chất béo, rồi chất xơ thì trong sữa cũng có 3 gram chất xơ, trong enzyme một gói này cũng có 3 gram chất xơ. Những cái này gọi là dưỡng chất thực vật hay là chất chống oxy hóa nè. Thì tất cả những cái này đều thải độc rất là tốt ha. Đây là dinh dưỡng mục tiêu ha, ví dụ muốn bảo vệ hệ thống niêm mạc hay là hệ thống mạch máu chúng ta dùng tảo. Da nè, muốn da đẹp, muốn dưỡng tóc cho tóc đẹp, tóc chậm chậm bạc chẳng hạn thì chúng ta dùng tảo. Rồi bổ sung dinh dưỡng cho não, rồi bổ sung dinh dưỡng cho mắt. Rồi ai có vấn đề về tai mũi họng hãy nghĩ đến loại keo ông, ai có vấn đề về phổi mình cũng sẽ nghĩ đến loại keo ông. Nhưng mà để bồi dưỡng thì sao ạ? Bồi dưỡng cho cơ thể thì nhớ tới tảo ha. Rồi tim mạch thì nghĩ tới tỏi đen, ai có dạ dày ruột vấn đề thì mình nghĩ tới cái lợi khuẩn, ai có vấn đề về gan thì chúng ta có thể nghĩ đến cái gochujang chi.